Rất vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hòa Lam Audio. Nay bên em lại tiếp tục giới thiệu đến anh em các cái mẫu lốc xì mới cập bến nhé. Em này thì có model là Victor C66. Đó, về trong tình trạng máy cũng rất là đẹp này. Hiển thị đèn nước màu cam rất là đẹp. Duy nhất của em Victor. Em này thì có đèn nước đầu cần, đèn nước. Đó, và sử dụng được 4 cổng kết nối đầu vào, rất là dễ. Là nhiều anh em nhé. Em này thì cũng sở hữu kích thước ngang là 43, cao 8, sâu 30, máy chạy điện 100 và có công suất là 13W anh em nhé. Đó, sử dụng được 4 cổng kết nối đầu vào, cũng có tính năng sử dụng cái giải này là 6 hoặc 12 dB. Được chưa? Đây là hệ thống cao thấp của đèn nước. Em này thì có thêm một cái tính năng mic nhưng mà em sẽ không giới thiệu vì mic bây giờ gần như là bỏ qua rồi. Đây là tính năng sôi xì để test đầu cần anh em nhé, sở hữu 20 cần chia đều cho hai cây và chỉnh động lập anh em nhé. Đó, em cũng đã tạo sẵn nội thất để cho anh em có thể nhìn ngắm nó. Máy thì về trong tình trạng cũng rất là đẹp. Đấy, dây dợ còn nguyên zin nhé. Đó, các cái búi dây, búi đầu xoắn của các cái dây nguồn đều rất là zin. Và sản phẩm này bên em đang bán ra với giá là 5 triệu, đã bao gồm phí ship anh em nhé. Đó, vẫn bảo hành miễn phí 6 tháng cho anh em chơi. Đó, anh chị em nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên em để sở hữu một em nọc xì với thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là Victor. Em này thì màu đen anh em nhé, hơi pha màu lâu một chút. Đó, không phải đen tuyền như sân xui. Đó, anh em có thể nhìn, nhưng mà bày với các em âm đi màu đen là rất là ok rồi. Đó, 5 triệu đã bao gồm phí ship anh em nhé. Mọi chi tiết anh em có thể xin liên hệ với số đang hiển thị sẵn ở trên màn hình. Anh em cũng có thể qua trực tiếp shop của em tại số 22 ngõ 30 phố Chùa Vua để xem hàng trực tiếp anh em nhé. Đó, anh em cần tư vấn phối ghép gì thì cũng có thể liên hệ với bên em qua số Zalo đang hiển thị sẵn ở trên màn hình để được tư vấn kỹ hơn với các sản phẩm, mẫu mã cũng như là báo giá trực tiếp từng sản phẩm đến cho anh em. Đây, em này về thì bị hơi một chút xước này. Đó, cái này là do vận chuyển thôi nhá. Còn mặt mũi thì cũng rất là đẹp đấy. Đây là bụi thôi. Đó, hết nhá. Góc cạnh khóa ok. Anh chị em nào quan tâm thì hãy liên hệ giúp em nhé. Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em. Em xin cảm ơn rất là nhiều.